mình đây, sau này các bạn ơi, ngày hôm nay thì ai chịu? Nha, lại là hai chị em mình đây nè các bạn ơi. Ngày hôm nay cũng muốn gần hết Tết luôn rồi, nhưng mà không khí ở nhà mình vẫn còn nhộn nhịp lắm luôn nha. Hôm nay thì hai chị em mình sẽ vào bếp để làm món bánh lăng khổng lồ. Lâu lâu lắm rồi không có ăn bánh lăng nữa các bạn, cho nên ngày hôm nay hai chị em mình sẽ vào bếp nha. Để làm món bánh lăng này á, thì mình chuẩn bị ở đây là 30 quả trứng, nhưng mà nãy mình xem lại công thức á, thì tầm khoảng 20 trứng là được rồi nghe các bạn. Ở đây mình chuẩn bị rất là nhiều sữa luôn nè. Sữa này là sữa tươi không đường, gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à, cái này là 8 bịch nha các bạn. Còn đây là một hộp sữa có đường, sữa đặc. Bi ơi, giờ hai chị em mình đập trứng đi Bi. Dạ. Ở đây mình sẽ sử dụng là 20 quả trứng. Mình đập vô đây là 15 quả trứng mà mình lấy chồng trắng nha. Trời ơi, đập nhẹ thôi Bi. Mình sử dụng 15 quả trứng lấy chồng trắng. Còn 5 trứng còn lại mình sẽ lấy chồng đỏ thôi. Trứng giờ mình sẽ lấy một cái muỗng như thế này để mình vớt ra nghe các bạn. Vớt ra gì cho nó dễ. Ở đây là mình sử dụng là 8 cái lòng đỏ trứng. Hồi nãy mình với Bi bàn bạc là sao nhiều lần lắm á các bạn, sao làm nhiều quá rồi ăn không hết. Giờ mình sẽ khuấy trứng lên, mình khuấy đều. Đừng có tạo bọt khí nha, đánh nhẹ thôi. Nghe chào Bi khuấy xong á thì hai chị em mình sẽ cho sữa. Ý quên nữa, để chị đi thắng caramel nha. Ok đi đi chị. Bây giờ mình sẽ đi vô nhà thắng caramel, còn Bi sẽ đánh trứng cho caramel. Mình caramel. Đúng rồi, caramel hay caramel, nó cũng là cái lớp đường đó nghe các bạn thôi. Giờ mình sẽ vô bếp làm nha. Đầu tiên mình sẽ thắng caramel. Cho một chén đường. Cho nước vào. Mình sẽ thắng như thế này cho đến khi nào đường nó kẹo lại và chuyển sang màu cánh ván, là màu vàng ấy nha các bạn. Caramel thì nó cũng vàng rồi, mình sẽ cho vào đây ít cà phê. Sẽ khuấy đều. Caramel mình cũng đã thắng rồi, bây giờ Bi ơi đổ vô khuôn. Đó, mình sẽ lấy cái khuôn bằng cái nồi luôn. Hôm nay mình làm cái bánh lăng khổng lồ mà. Mình sẽ cho đường nó lăn đều cái nồi nha các bạn. Hôm nay mình sử dụng cái khuôn nồi. Và bây giờ mình sẽ cho sữa đặc, ớ lộn sữa tươi vào. Ở đây mình sẽ cho là 3 bịch sữa. Ớ lộn, 6 bịch sữa rồi nghe các bạn. Với 20 trứng mình sẽ cho 6 bịch sữa tươi không đường. Mấy bịch đít nha mày. Hai cái này là 4 bịch. Rồi.
cuối cùng. Và bây giờ mình sẽ cho sữa đặc vào. Ở đây mình chuẩn bị là nửa chén đường. Ở lộn, một chén đường mình sẽ cho nửa chén. Khuấy đều lên giùm chị Bi ơi. Thơm quá. Phải nhẹ, chắc nó béo dữ lắm á mày. Hai lượt con này nó trong vắt mịn luôn. Bây giờ mình sẽ lượt lại nha các bạn. Này, trứng cũng đã xong. Đó, lượt cho cái phần trứng sữa của mình nó mịn hơn. Lên đi ơi. Giờ hai chị em sẽ nấu nước. Để nắp lại Bi ơi. Cuối cùng thì bây giờ Bi sẽ đổ vào cái son và cái sẩn của mình nè. Đổ đây Bi. Đổ vào cái khuôn. Nước đã sôi, khui. Cho bánh bà lăng vô. Rồi sẽ hấp theo cách này nha các bạn. Tại vì nó bự quá. Giờ sẽ đậy lại và chờ nó chín. Wow. Wow, cuối cùng bánh bà lăng của mình nó cũng đã chín rồi nè các bạn. Nhắc ra Bi ơi. Được không? Được. Hi, đây các bạn ơi, sáng ngày hôm nay thì hai chị em mình sẽ khui thử cái bánh bò lăng là tối hồi chiều hôm qua hai chị em mình làm nha các bạn. Đây nè, nó đặt là hết trơn rồi nè Bi, thơm lắm luôn á. Nhờ chị sẽ khui thử rồi úp qua đây ha. Nguy hiểm quá bành Bi à. Mình sẽ lấy cái dao khui như thế này. Ui, nó chóc hết trơn. Đó. Một. Thôi mày mạnh mày lật không. 1, 2. Nặng quá Bi. Thủ rồi Bi. Được chưa? Chắc nha. 2, 3. Từ từ khoan nó dở. Cô nhẹ nhàng thẳng lên. Wow. Một cái bánh bà lăng. Đây các bạn ơi, cuối cùng thì cái bánh bà lăng cũng thành phẩm rồi. Nhưng mà nó cũng bị rổ rổ như thế này. Không biết có cách nào để mình làm cho nó mịn trơn không các bạn. Mặc dù là hai chị em mình đã cố gắng hết sức rồi. Giờ thì mình sẽ cho đá lên. Sợ hư quá các bạn ơi, mình sẽ để vòng vòng thôi. Ở đây mình có chuẩn bị một ly cà phê. Sẽ gứa lên. Giờ mình sẽ cho Tiểu Bim Bim ăn chút chích. Bim, chút chích nè. Chút chích sáng nha.
Nước chích đây nè, lâu lắm rồi mới được ăn xúc xích á. Nè, lâu lắm rồi mình không có mua cho nó ăn xúc xích. Rồi tới con mèo nữa kìa. Nè mèo, đợi chút đi. Nè Bim, sáng mày ăn cơm rồi, để cho con Bim nó ăn chích miếng đây. Nè, đi qua. Để Bim Bim. Trời ơi. Đó. Ăn lê lẹ không? Bim Bim. Bim à. Nhem 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 nè. Nè. Nè, hồi nó nghỉ rồi Bi ơi. Nè. Nghỉ luôn hả? Nghỉ rồi. Thấy ghét không? Thấy ghét không? Sáng sớm nó muốn đi tắm rồi đó các bạn. Tiểu Bim Bim mà. Ấy da, trời ơi. Đi rửa tay cái nghe các bạn. Nè Bim Bim. Nè Bi. Bi Bi. Bim. Ở đây chơi. Bữa nay cái món này ta làm từ trứng thôi mà. Ê đừng đừng, không có gì không có gì. Không, cái món này ta làm từ cái hột gà. Đây đây, không phải trứng nha, hột gà. Từ 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 từ. Chị sắn cho Bi. Thầy ghét, đi vô luôn. Đi vô luôn đi. Đồ đáng ghét. Đi đi. Đây các bạn ơi, tiểu dịch dịch mình nó thấy mình làm cái món này từ trứng nó chạy rồi. Giờ hai chị mình sẽ sắn. Cái bánh lăng nè. Trời ơi. Ê, từ từ quay, từ 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 từ. Cái bàn nó rung rinh. Em nhớ là hôm qua nó đẹp lắm rồi ta. Thì nó cũng đẹp lắm đó. Ở phía bên trong nó mịn màng nè mày. Đưa dĩa lại đây, đưa dĩa lại đây. Hứng hứng hứng. Tào lao. Đồ ăn mà. Bạn qua chị hấp quá ra. Không phải. Cái này nó bị gỗ rồi. Hôm qua hấp lửa riu riu vừa vừa mà. Đây nè các bạn ơi. Cũng được chứ bà hát. Coi coi. Cũng rổ bình thường. Đó, múc một miếng nước cốt dừa ở lòng. Cái nước cà phê dưới lên. Trời ơi, bánh bình lăng khổng lồ đó. Hôm qua là hai chị em mình làm đó các bạn. Đây, mời các bạn miếng nha. Thử đây Bi. Để cho nó có lỗ không? Ngon 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 ngon. Ăn ngon. Mới giờ tới miếng ăn ngon. Ngon ngon mà mày, tao mới nếm nè. Ê, nó ngon dữ lắm luôn á. Ngon nha. Đó đó, múc đó vô. Hay ngon. Nó béo lắm luôn á. Hơi ngọt một xíu. Này ăn với cà phê là đúng luôn các bạn. Nó ngọt ngất ngay. Hơi gỗ ủng. Hôm qua nó hấp dính rồi mà chị ra để nó đi, chị ra làm gì chứ. Hôm qua chị mất làm đó, nhưng mà không phải là hấp lâu nó bị gỗ đâu. Mình để lửa nhỏ mà. Nó hơi ngọt, mình mới cho miếng cà phê vô. Đó. Thêm một miếng đá. Một bữa sáng chất lượng. Mẹ ăn nè, mẹ ăn đá nữa không? Mất trong đó hả? Đắng với anh ngọt vậy mới ngon à. Đắng cay ngọt bùi. Ngon các bạn ơi. Đúng rồi. Đúng quá. Đắng quá, Cường ăn cái đó vô. Nó sẽ vã lại. Tiểu dịch dịch nó sợ nó chạy rồi. Này nó hơi bị ngọt đường hơn đi. Cái caramel quá, mình thắng nhiều quá. Chị thắng nó quét cục rồi đó là. Hôm qua mình thấy cái nó bị lợ đường. Mình thấy lại lần nữa. Nhưng mà cũng ngon nè. Bị đường hơi nhiều. Mà lúc bỏ mình niêm thử á, mình nói chưa ngọt, chưa ngọt. Bỏ quá trời luôn. Nhưng mà nó không ngọt quá, hên quá à. Nhưng mà cũng thành công là nó thành ra cái bự nè các bạn. Ra cái đồ mình ăn được. Chứ cái nhỏ, chứ cái nhỏ là mình làm á, nó cũng bị gỗ à. Không biết làm sao nữa. Mình hấp lại chút xíu, mình dở nắp ra à. Mình hấp lửa nhỏ nữa. Mới giờ gõ, cái gõ đâu, gõ đâu. Biết rồi, không có đậy nắp. Không có đậy nắp, cái bánh lăn lại. Chết vậy. Thôi thôi, người ta hấp, người ta đậy lại. Đâu, hấp sao mới đậy mà. Thôi rồi, rồi chị Hiền hấp á, chị Hiền đậy lại là nó không gõ. Nó béo quá nha. Ngon mà. Ăn một cái là, ăn một miếng là ngán luôn các bạn. Một sủi này ha là bằng 4-5 cái.
4-5 cái nhỏ quá trời rồi. Được không? Ổn không? Sao rồi? Ngán quá hay gì? Đau trời ơi. Mình đổi muỗng các bạn. Gấp vô miếng nữa đi. Mình tản. Nó mịn nha các bạn, phía bên trong rất là mịn luôn nè. Núng na núng nín luôn nè các bạn. Nhớ đi bành bi. Ok. Công sức của hai chị em mình đó bi à. Ngon quá. Thêm đá không? Không không. Nó cho có mịn mà. Ở phía bên trong nó mịn, ở ngoài nó hơi bị gỗ chứ trong mịn màng lắm. Nó béo. Hai chị mình sắn cỡ vậy rồi nè các bạn. Chứ đừng nửa cá mà. Đúng rồi. 1/2. Nó béo mà nó ngọt. Tính ăn chiều hôm qua rồi. Mà trời tối rồi các bạn. Nó mới vừa đông rồi nữa. Bữa nay là nó dẻ lại luôn nè. Nó mịn đúng không? Ngậm vô ha, nó tan ra trong miệng. Sáng sớm mình đi mua đá về ăn liền. Một bữa sáng chất lượng. Ngon. Có đi bán chưa? Cái này là tầm khoảng cái này mình làm tại nhà chừng 150.000 là có được cái bự nữa các bạn. Còn đi ăn tiệm cái khổng lồ này chắc hơi mắc đó. Mà không có ai bán khổng lồ hết trơn á. Không có ai bán khổng lồ hết trơn. Ở ngoài chợ là bán nhiêu cái ta? 6.000 hay 7.000 nhiêu cái á. Ủa mịn hả? Mình mua 30 trứng. Hôm qua mình làm có 20 à. 20 trứng đây là 50.000. Sữa nữa. 100.000 hả các bạn ơi, 100.000 à. Ăn đã rồi luôn. Ăn tới này nó hơi ngán ngán rồi nha. Nó béo lắm luôn á. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại bánh lăng này nè, được không? Được, ngon hả? Thưởng thức cái đồ. Hồi trước ăn bi nó hay ở nhà nó làm lắm các bạn. Mình rất có kinh nghiệm làm bánh lăng. Hồi trước á làm lấy trứng gà ở nhà hả? Mua ha. Rồi mình trứng gà nhà cho đủ. Làm lần đầu thành công chưa? Chưa. Phải có nhiều lần á hả? Bị gỗ, nhìn nó lỏng quá. Làm mấy lần sau mới thành công? Đúng rồi. Trời ơi, lúc mà nó mới làm á các bạn, bà ngoại mình là người ăn cái gì ta? Thí nghiệm. Ngon lắm con. Ngon lắm. Làm tiếp. Ủa nó mịn này. Lần cưng làm mấy trứng? 20. 20 được cái đầu làm 4 tuần hủ cái gì. Chắc không? Thôi ít vậy. Biết đâu. 20 mà làm 4 hủ. 40 hủ, nhỏ nhỏ như nèo này ơi. Thì cũng liều lượng cũng cỡ thế này. Gì vậy? Nửa cái rồi nè các bạn. Nửa cái luôn rồi. Gần nửa cái luôn rồi nè. Giờ là mình quá là no luôn rồi. Quá là ngán rồi. Tính nữa qua là cầm cái ly cà phê uống rồi đó. Ăn nãy nó ngọt mà nó khát nước. Có cà phê nó đắng quá. Ngon. Thôi các bạn ơi, còn nửa cái này á, là mình sẽ đem vô nhà cắt cái phần hai chia mình sắn hồi nãy giờ ra nha. Chừa cái phần nguyên cho cha mẹ mình ăn nè.
tôm là đợt này lâu lắm rồi mình làm lại cũng thành công, là làm cái bự là nó không bị bể nha các bạn, có điều nó hơi bị rỗ tí à. Thì mình sẽ rút kinh nghiệm đợt sau mình sẽ làm cho nó đẹp và nó ngon hơn nữa nha, chắc cũng còn lâu lắm Bi ơi. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của hai chị em mình nha. Nếu quý nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh nha. Còn bây giờ bye bye.